có làm bên truyền thông không? Thì đó, nó cũng thuộc về truyền thông rồi anh. Cái mạng đó nó thuộc về truyền thông. Thì em sẽ chạy về quảng cáo, chạy về marketing, chạy về thương hiệu, chạy về vân vân hết nhiều lắm. Nói chung là nó thuộc về mảng truyền thông cả. Alo, giờ bạn ơi, bây giờ mình thí dụ mình đi đường Trần Sinh Tồn, mình vô là cặp cái đường ngang chỗ cầu Gạch Ông đi vô đúng không? Đúng rồi anh. Rồi chạy đi vô là qua cây cầu ngang chỗ hút hai ba tiệm tập quán ngay hút này nè, đúng không? Dạ đúng rồi anh, chạy tập quán rồi anh rẽ phải ngay cả con rẽ phải. Ờ, hàng gì? Nãy tưởng là đi thẳng kiếm quả cũng ra. Rồi ok. Em thấy cực anh em. Em là công việc đúng không? Dạ, đúng rồi. Mua quá em đi được không vậy? Mưa quá em đi được không vậy? Mưa quá rồi. Em đi, ý là mưa em ngồi sao được không? Không sao. Đây đi đúng không? Dạ đúng rồi. Để từ từ nha anh. Yên tâm đi, anh kéo hết mà. Dạ em cảm ơn. Ủa anh không có mưa hả anh? Không, em nay anh không có đem. Rồi đi nha. Ủa bạn biết đường không vậy? Nói như vậy sao anh? Nói bạn biết đường không? Không, tại vì lần tiên qua đây luôn ấy, không biết đường luôn á. Không biết đường qua bên kia luôn hả? Không luôn. Bạn cứ ngồi sao đi, mình sẽ che chở cho bạn. Dạ. Nói chuyện bạn ngồi sao đi, mình sẽ che chở cho bạn. Dạ đúng rồi. Trời ơi, cái khu đó khó kiếm, lạc đường muốn xỉu luôn. Thiệt luôn á, em không biết đường luôn á. Tại nãy tưởng là khúc chợ kìa, mới vòng lên kia chứ không có biết quẹo phải. Phải biết quẹo phải là quẹo nãy giờ tới sớm rồi. Ủa vậy là bạn qua đây chơi, bạn qua bằng cái gì? Công việc luôn hả? Dạ không, nãy bạn em qua đón em á. Xong cái về trễ quá thôi, em cho nó về nhà nó, xong rồi em bắt công việc về. Ủa mà bạn là người Sài Gòn luôn à? Dạ không, em ở Buôn Mê Thuột. Em vào đây học lâu rồi thôi. Em vào đây cũng 10 năm rồi. Bây giờ mà vẫn còn đi học? Dạ không, em đi làm rồi ạ. Tưởng đâu trời không mưa, ai ngờ ra nó mưa. Cho nên không có làm áo. Tại nãy tưởng là mưa 5 gram mà đâu có lớn như vậy đâu. Dạ. Rồi mới đi hướng xuống ướt bạn. Anh có cần em đưa cho anh mượn cái áo mưa không? Thôi không cần đâu bạn ơi. Dạ. Tại vì mình cũng ướt hết rồi. Tại sợ bạn ướt thôi chứ mình thanh niên trai tráng mà không sao cả. Dù gì sáng giờ cũng chưa tắm, ướt lát gì có cớ đi tắm. Anh đi chuyến hay sao anh về luôn chưa hay là đúng rồi, bơi luôn bạn. Dạ. Chứ giờ này mưa gió ướt hết rồi mình đâu có chạy. Ủa bạn làm ở đây là bạn ở trọ hay là? Dạ, em có nhà ở đây. Là gì, là bạn ở nhà chung với gia đình? Dạ, em ở với chị em. Hồi xưa kiểu ba mẹ cũng góp góp một chút xíu á. Như vậy chút xíu thôi. Để mua nhà cho nó ổn định á. Kiểu như sinh viên cứ phải đổi chỗ ở ngoài ba em cũng không thương á. Có chút xíu thôi. Nhưng mà dù gì cũng có chỗ ở là tốt rồi. Dạ, đúng rồi, nó cố định hơn. Cố định thì tốt hơn. Mình làm cái gì nó cũng giỏi hơn. Dạ. Vậy là bạn ở đây bạn có hay về quê không? Dạ em cũng có hay, em về cũng thường xuyên nhất. Dạ, sao em nghe cái đó đọc là bị trắng sao? Bạn có uống chưa? Bạn có uống chưa? Dạ. Bạn có bị uống không? Dạ không, không sao. Ủa vậy là chị bạn cũng chưa có gia đình hả? Mà giờ là hai chị em ở không hả bạn? Dạ sao ạ? Dạ không, chị em có gia đình rồi. Dạ bạn ở chung với bạn luôn. Dạ. Vậy là chị bạn có gia đình, bạn ở chung với bạn. Dạ đúng rồi. Ở chung có chị có em vui ha. Dạ. Còn mình ở đây có mình à. Mà bạn làm công việc gì? Dạ em đang làm marketing. Em đang chạy quảng cáo marketing cho một cái công ty về mạng xã hội á. Nếu anh hay tìm việc á là anh sẽ hay lên mấy website như là việc làm 24 giờ hay là việc tốt nhất hay là tìm việc nhanh vân vân á. Thì em đang marketing kiểu như quảng cáo gì hả bạn? Dạ đúng rồi, em chạy chương trình, em làm những cái công tác mà để cho nhiều người tiếp cận được cái ứng dụng đó. Bạn có làm fanpage đồ không? Dạ có. Vậy là chẳng như là chạy quảng cáo rồi. Dạ đúng rồi. Còn ngoài mấy cái đó bạn có làm cái mảng nào nữa không? Có làm bên truyền thông không? Thì đó nó cũng thuộc về truyền thông rồi anh. Cái mạng đó nó thuộc về truyền thông. Thì em sẽ chạy về quảng cáo, chạy về marketing, chạy về thương hiệu, chạy về vân vân hết nhiều lắm. Nói chung là nó thuộc về mảng truyền thông cả. Anh chạy lên chút xíu để anh nghĩ xong thì để chạy luôn. Dạ.
Rồi có chạy YouTube luôn luôn không? Dạ đúng rồi, chạy YouTube, chạy Google, chạy Facebook. Ủa, Facebook. Nếu mà YouTube là bạn chạy là được luôn, giá cả nó cũng ổn định đó bạn. Thực sự thì khi mà một khách hàng của em làm việc với em á, thì cái quyền lợi của họ khi mà họ mua một cái dịch vụ của bên em á, thì đã được tặng kèm một cái gói dịch vụ là chạy quảng cáo rồi. Nó bao kèm trong cái đó luôn rồi. Chứ không có phải là mua riêng hay như thế nào đó. Khi mà họ bỏ một số tiền ra, họ chạy quảng cáo là họ đã chạy cái thông tin của họ để cho những ứng viên họ ứng tuyển á. Giống như ví dụ như anh chạy công việc đi. Chạy đây đúng không ạ? Đúng rồi. Cái công ty công việc sẽ mua cái gói dịch vụ của bên em để nhiều ứng viên ứng tuyển hơn, cũng như là cái nhiều người biết hơn đúng không? Đúng rồi. Thì em sẽ là phụ trách cái đó. Không, bạn chia sẻ mình thí dụ là mình chạy YouTube là thường bạn chạy quảng cáo là bạn chạy bằng cái nào? Tại sao anh? Là em chạy cả YouTube, cả Facebook, cả Google, cả báo mạng, cả những cái website mà về coi phim hay là đọc báo mạng á. Thì khi mà những cái ứng viên mà có chỉ cần một cái smartphone nhỏ nhỏ thôi, mình có coi phim, mình đọc báo thì cũng sẽ được thấy được cái thông tin đó của những cái nhà tuyển dụng mà làm việc với em. Thì họ có thể là họ ứng tuyển thì họ thấy là ừ cái công ty công việc này đang ứng tuyển những cái vị trí này, thì họ có thể tới ứng tuyển. Nghĩa là chạy việc làm, chạy quảng cáo. Đấy là tuyển dụng. Không. Bên mạng tuyển dụng. Dạ, tại rồi. Vì nãy giờ mình suy nghĩ là mình tưởng đâu bạn chạy được cái kênh YouTube cho nó phát triển hay là chạy cái sự tương tác á, giống như Facebook một cái trang fanpage mình muốn lên cái lượt tương tác của mình, cái lượt theo dõi, lượt follow là bạn chạy gì với cái đó đó. Dạ. Cái đó cũng là một phần của em thôi. Anh chạy nhiều tương tác khác. Được. Ok. Không sao. Được, bạn ơi. Thôi được rồi cô ơi. Con cũng mua hết rồi. Có bạn 21.000. Rồi cảm ơn bạn ý rất đồ. Trời. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ủa vậy là cái nếu mà chạy quảng cáo thì chắc cái số tiền mà cát xê này kia chắc nó tốn lắm hả bạn? Dạ tất nhiên rồi, thật sự khi mà một cái doanh bất kỳ một cái doanh nghiệp hay là công ty nào á, họ muốn nhiều người biết tới mình hơn á, thì bắt buộc là phải chi một kinh phí để mình phụ sống á. Tại vì nếu như mà ví dụ như bây giờ rất là nhiều, anh cũng thấy là rất là nhiều công ty họ phát triển nè, họ lớn, họ mạnh, thì không cần họ đăng tuyển thì những cái ứng viên họ cũng đã tự nộp đơn vào rồi. Còn những cái công ty mà họ nhỏ hơn, họ có số lượng ít hơn á, thì bắt buộc họ phải bỏ ra một kinh phí để họ quảng bá cái công ty của họ hơn. Thì em sẽ là người phụ trách cái nhiệm vụ đó. Dạ. Vậy là bên bạn như ngoài cái đó là ví dụ một kênh YouTube mà bạn có thể chạy cái lượt subscribe rồi cái lượt view mà bạn có thể chạy được cái phần đó đúng không? Dạ đúng rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà thật sự thì để cái mà bên em chủ yếu hơn là bên em sẽ đăng hỗ trợ là đăng tin của cái nhà tuyển dụng như thế này nha. Cái nhà tuyển dụng nó chỉ website, những cái website mà về mạng tuyển dụng á, như là việc tốt nhất thì là 24 giờ anh xin thì sẽ lên những website như vậy, thì bên em sẽ hướng về đó. Ngoài cái bạn mà thấy thông tin được là cái công ty đang phát triển thì đi chạy quảng cáo để các bạn biết được nhiều hơn. Nói chung nó hơi rối, mình không hiểu cho mấy. Dạ. Cái này là cái lãnh vực của nó không có gì phức tạp hết, nhưng mà do mình có đúng cái phần của mình. Xe này hả bạn? Rồi. Để mình đậu đây cho nó. Rồi, cảm ơn bạn nhiều.
Thì cha anh em mình là Aram đây anh em. Thì rất vui khi gặp lại anh em ở clip này của mình rồi. Thì hôm nay là một cái cuốc của mình là mình sự thật là mình không có đeo quên em áo mưa anh em. Cho nên mình bị mắc mưa muốn xỉu anh em. Ướt nhẹp hết nè anh em thấy không? Thì vô tình thì bé này có mua cho mình được cái áo mưa tặng mình anh em. Nói chung là dễ thương, nhưng mà có một cái là người rất là xinh anh em, là con gái nghe anh em, giọng nói dễ thương, nhưng mình cảm thấy cảm nhận rất là tốt anh em. Mình cứ có ai là mua cảm thấy mà mua áo mưa cho mình, sợ mình lạnh mới mưa này mình ước là mua mình cảm thấy tốt hết rồi. Mà bé làm bên truyền thông mấy anh em, thì công ty quảng cáo thì mình dầm mưa như vậy thì mấy anh em thương mình á, mấy anh em xem clip của mình thì mấy anh em nhớ để lại cho mình một like với một sub để mình phát triển kênh của mình, rồi có động lực làm nhiều clip sau cho mấy anh em xem hơn. Còn bây giờ thì máy bay mấy anh em nghe, hẹn gặp lại mấy anh em trong những clip sau của mình nha. Còn giờ mình phải mặc áo mưa mình đi về mấy anh em ơi, chứ thật ra thì mưa quá mình cũng lạnh quá mấy anh em. Chào tạm biệt mấy anh em nha, cảm ơn mấy anh em, máy bay.